Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay, Điệp xin tiếp tục cập nhật lịch giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Visa Mỹ NVC. Cập nhật đến ngày 7 tháng 11 năm 2022. Qua lịch cập nhật này thì Trung tâm Visa Mỹ NVC sẽ cập nhật lịch cấp Case Number và Invoice ID Number cho các hồ sơ mà Trung tâm Visa NVC đã nhận được từ Sở Di trú gửi qua. Xét các hồ sơ làm 6 bước với Trung tâm Visa NVC và trả lời thư Ask NVC mà cô chú và các anh chị đã gửi các thắc mắc về hồ sơ của mình. Xin mời cô chú và các anh chị cùng xem chi tiết. Theo lịch cập nhật mới nhất của Trung tâm Visa NVC, Trung tâm đang xét cấp Case Number và Invoice ID Number cho những hồ sơ mà Trung tâm nhận được từ Sở Di trú gửi qua. Các hồ sơ này đã được Sở Di trú xét chấp thuận. Đến ngày 5 tháng 10 năm 2022, tăng được 5 ngày so với tuần trước. Thời gian thông thường mà Trung tâm Visa nhận được hồ sơ từ Sở Di trú gửi qua là từ 30 cho đến 45 ngày sau khi Sở Di trú xét chấp thuận. Theo lịch cập nhật mới nhất của Trung tâm Visa NVC, Trung tâm đang xét các hồ sơ nộp đủ giấy tờ làm 6 bước. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2022, tăng được 11 ngày so với tuần trước. Hồ sơ của cô chú và các anh chị làm 6 bước với Trung tâm Visa là khi hồ sơ làm các bước như đóng tiền phí visa và phí bảo trợ tài chính, điền đơn DS-260, nộp các giấy tờ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh ở bên Mỹ, và nộp các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh ở Việt Nam. Và theo lịch cập nhật mới nhất của Trung tâm Visa NVC, Trung tâm đang trả lời các đơn Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi các thắc mắc về hồ sơ của mình. Đến ngày 1 tháng 10 năm 2022, tăng được 7 ngày so với tuần trước. Và để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi, thì Điệp làm bản thống kê số ngày chờ để nhận Case Number và Invoice ID Number kể từ ngày mà hồ sơ của cô chú và các anh chị được Sở Di trú xét chấp thuận. Trong bảng này thì Điệp đã cộng thêm 30 ngày cho mỗi tuần. Số lượng 30 ngày là Điệp thống kê trong mức khoảng là từ 30 cho đến 45 ngày, là khoảng thời gian thông thường mà NVC nhận được hồ sơ từ Sở Di trú gửi qua. Nên Điệp làm bản thống kê này đã cộng sẵn 30 ngày để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Đây là biểu đồ mà các ngày cô chú và các anh chị phải chờ NVC kiểm tra 6 bước kể từ khi cô chú và các anh chị nộp hồ sơ làm 6 bước cho Trung tâm Visa NVC. Những con số ở phía trên đây là số ngày mà cô chú và các anh chị cần phải chờ để tới lượt của mình. Đây là bảng thống kê các ngày chờ để NVC phản hồi lại thư Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi hỏi NVC. Số ngày ở trên này là số ngày mà cô chú và các anh chị chờ để NVC phản hồi lại Ask NVC của cô chú và các anh chị. Và đây là mẫu thư Ask NVC. Thông qua mẫu đơn này thì cô chú và các anh chị có thể gửi cho NVC để xin Case Number và Invoice ID Number nếu như hồ sơ của chúng ta chưa có thông tin này. Hoặc là để chúng ta cập nhật địa chỉ nhà của người bảo lãnh nếu như chúng ta có đổi địa chỉ nhà mới. Và cũng như là hỏi thăm tình trạng mở hồ sơ sau khi ngày ưu tiên của lịch mở hồ sơ đã đáo hạn hay còn gọi là vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Chi tiết cách điền đơn Ask NVC Điệp đã có chia sẻ ở video clip này, đồng thời cũng có các mẫu thư hỏi, cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm nha.
Lịch giải quyết hồ sơ tại trung tâm visa NVC sẽ được đề cập nhật vào mỗi tối thứ hai hàng tuần, hoặc là trễ nhất là vào sáng thứ ba. Cô chú và các anh chị nhớ đón theo dõi nha. Thì cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh cô Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.